Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của MobiCity. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thông tin rò rỉ mới nhất với chiếc điện thoại Oppo Reno 13 Pro. Oppo được cho là đã bắt đầu phát triển dòng Reno 13 và những rò rỉ gần đây đến từ leaker Digital Chat Station đã cho thấy phiên bản Reno 13 Pro có thể là một đối thủ mạnh trong phân khúc tầm trung. Mặc dù chi tiết rò rỉ dựa trên các mẫu thử nghiệm và có thể bị thay đổi trước khi điện thoại được ra mắt, nhưng chúng vẫn cung cấp cả nhìn sớm nhất về những gì thiết bị sắp tới có thể mang lại. Theo nguồn tin rò rỉ, Oppo Reno 13 Pro được dự đoán là sẽ có màn hình OLED cong ở 4 cạnh với kích thước 6,18 inch và độ phân giải lên tới 1,5K. Về khả năng chụp ảnh, Oppo Reno 13 Pro dự kiến sẽ được trang bị ống kính tele tiềm vọng 50MP và khả năng zoom quang học 3X. Máy cũng được cho là sẽ hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W, kết hợp với khả năng chống bụi và kháng nước tiên tiến. Ngoài ra, Reno 13 Pro dự kiến sẽ có viên pin lớn lên tới 5900mAh. Vào đầu tháng này, Digital Chat Station đã tiết lộ thêm rằng thiết bị sẽ được trang bị chip Dimensity 9300 của MediaTek. Dò gì cũng chỉ ra rằng Oppo có ý định phân biệt các mẫu tầm trung và flagship của mình bằng cách không trang bị khung kim loại trên Reno 13 Pro. Và trên đây thì mình đã tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất với chiếc điện thoại Oppo Reno 13 Pro. Và điều thứ hai, hãy cho mình một like và một subscribe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.